Bước đầu tiên thầy đi kiểm tra cái m nào nó làm cho y phẩy m0 trước đi. Y phẩy chính là d trên dx nè. Thầy nhập vào đây m trừ 1, m trừ 1 nhân cho x mũ 4 trừ m bình trừ 2 nhân x bình cộng 2019. Tại x bằng x thầy cứ để nó bằng x thôi. Bây giờ thầy sẽ đi kiểm tra này, thầy coi. Nó hỏi m trước, tại vì hồi nãy là thầy nhập vào thì m nó có trước, cho nên là bây giờ mình phải gặp m. Thì m này thầy kiểm tra đáp án A trước đi, thầy cho m là 0. Sau đó thầy cho x là âm 1, mình coi coi nó có ra 0 không. Ra 0 nè, như vậy m là 0 được đúng không? Câu A được, tiếp tục câu B. M bằng âm 2, x thì vẫn bằng âm 1 thôi, nó ra 16, khác không? Như vậy câu B loại đúng không? Tại vì câu B nó không làm cho cái đạo hàm bằng không cho nên loại. Rồi tiếp tục câu C. M bằng 1, x vẫn bằng âm 1, ra âm 2 khác không nữa, như vậy có phải câu C cũng loại luôn à. Đó, tiếp tục câu D. M bằng 2, thầy con M bằng 2, x bằng âm 1 bằng, đây nó cũng là không luôn. Như vậy thầy đang có hai cái kết quả đều làm cho cái đạo hàm bằng không. Rồi, như vậy câu A hay loại câu D. Thì tiếp tục thầy thử nữa thôi. Bây giờ câu D nó muốn mà đạt cực tiểu tại x bằng 1 á, tại x bằng âm 1 á, thì cái dạng đồ thị của nó phải đi như thế này nè. Đạt cực tiểu thì phải đi xuống nè rồi đi lên đúng không? Rồi thì tại cái chỗ mà nó đi xuống đi lên này nè, bên bên trái mà đi xuống có phải là ứng với cái đạo hàm 5 không? Tại vì đạo hàm 5 thì nó mới đi xuống, cái đồ thị của hàm số y nó mới đi xuống, tương tự đi lên thì cái đạo hàm nó phải dương đó. Tại đây là âm 1 nằm đây nè. Đó, chỗ này thầy chiếu xuống là âm 1 á. Rồi như vậy thầy sẽ đi kiểm tra thôi. Bây giờ là đạo hàm ở bên trái của âm 1 thì đang cần âm, và bên phải của âm 1 thì đang cần dương. Như vậy thầy lại sử dụng tiếp tục là thầy lấy luôn câu D nha. Câu D là em ra đáp án D nè. Rồi thầy sẽ coi. Nếu mà thầy sử dụng đáp án D thì m vẫn bằng 2. Rồi, nhưng mà x không phải bằng âm 1 nữa, mà thầy cần kiểm tra là bên trái của âm 1 coi coi là đạo hàm nó có âm hay không. Như vậy bên trái của âm 1 thầy có thể cho âm 2 cũng được, được không? Âm 2 hay là âm 1,5 gì đó, cho đại một số thôi. Có thể là lấy âm 1 trừ ra một lượng nào đó cũng được, hoặc là em cho âm 0,5 ha, trừ 1,5 cũng được nha. Miễn là bên trái của âm 1 gần gần âm 1, đừng có xa quá là được. Được không? Như vậy thầy lấy bên trái của âm 1 là âm trừ 1,5, thầy ấn bằng thôi thì nó ra âm. Như vậy rõ ràng đảm bảo là F phải âm rồi nè. Rồi tiếp tục, bây giờ bên phải của âm 1 thì thầy có thể chọn là âm 0,5 được không? Mình cộng thêm 0,5 thôi, âm 0,5. À không phải, xem nhầm rồi, M vẫn là bằng 2. Bây giờ x nè mới là âm 0,5, 3 phần 2 ra dương. Như vậy đó là tại đây nó thỏ rồi đúng không? Rồi do đó là tại m bằng 2 thì hàm số sẽ đạt cực tiểu tại x bằng trừ 1. Và bây giờ còn lại đáp án A, thầy kiểm tra thử với Anna này tại sao sai này. A thì m bằng 0. Rồi x của mình vẫn là bên trái của âm 1 thì thầy con trừ 1,5. Nó ra dương. À dương là không được rồi đúng không? Thì bên trái của âm 1 mới ra dương thì lúc này nó đi lên rồi. Nếu mà có đại cực trị đi nữa thì tại âm 1 này nó chỉ có thể là cực đại được thôi, đúng chưa? Đó, cho nên câu A sai. Câu D đúng rồi. Rồi.